quay về. Về khó quay về. Đi ra chưa mở cái hạnh à? Đi dầu ra. Bún dầu, bún bánh tráng rồi. Bún bánh tráng bình thường thôi, chẳng bàng là xuống chẳng bàng mua cái bọt này. Không biết ở đây nó có bán không nhưng mà. Thôi em nghĩ không cần, chỉ cần ăn đơn giản ở dưới bè ăn, người dân có sao ăn vậy được nhỉ anh? Đảo Tha La này. À đảo Tha La. Cái đảo Tha La là nó có một cái lúc mà mình đi mà không người ta đi được theo cái sườn núi vào được. Ôi, chào cái ông chú anh chưa? Được chưa? Thiệt ơi, ổn. Trời, máy dài điện này. Quá gung luôn chứ gung gì. Chạy chạy. Đó, vậy được chưa? Nói sao năm cánh luôn. Làm nào mà hứng được cái mặt trời. Đầu ba. Ánh vàng. Đầu. Thank you.
Rồi ba cái rử, dư ba cái dắt ba cái rử luôn. Tính ba cái rử. Thường thì cái chỗ chợ cá. Không, ta nhìn tao biết mà. Cái gì? Cái chặt chứ cái gì? Chiều thì thường mấy giờ chị? Chiều mà người ta có mất làm chiều lắm, chiều có khi hai chiều chiều qua không? Lên, máy lên, vô luôn, máy lên, vô. Rồi chị, mua số luôn. Mẹ này nữa nè. Cho em học kia hốc miếng tép phụ nữa tìm. Mẹ đó rồi. Ngoài nữa, để mấy cái thằng cá đi đâu. Là đúng vậy. Để sụt dài luôn, để sụt dài luôn. Trộn vô số cái okay, tôi gớt xuống nước luôn á. Má chẹo xương lưng. Ba d nó coi nó biết. Ba d rồi lôi sáng dữ vậy. Sáng đâu mà sáng. Đấy như dưới cái ghe rồi. Sao thì có mấy cạnh kết ông chua rút lên trong cái đống ra. Không chứ ai nữa. Cái xuồng của mình nè.
này độc lắm này, bệnh á. Hơi nó bốc hơi đường bốc lên hơi, hơi nóng á. Đưa mẹ em coi. Kẹo này. Đi ngược á, anh đang đi ngược. Không, tại vì mình sai cho cái hướng cái mặt trời nó xuống ngay chỗ kia, chỗ ổng. Cái center này đường này, center này thấy ổng diễn. Đường có mặt trời mình tính sau mình quay ổng trước. Đấy hả? Đây thấy gì? Thấy ổng trước. Anh ơi, được rồi anh ơi. Vậy nữa, một chút xíu nữa anh. Chút xíu nữa anh. Thôi má. Bà đề thế là. Chút xíu nữa anh ơi. Chút xíu nữa. Anh ơi, giúp em đi. Thôi không có để cò luôn mới ghê chứ. Chỉ cái phần này để cái phần cắt cái phần này lên xíu nữa. Mày này lấy tiền cảnh đó mà gối tiền cảnh nó đẹp. Rồi bây giờ cho anh đi ha, mình cho anh đi cái cánh cây giờ mày lấy mặt trời. Ủa sao cái record vậy? Hả? Đưa cái đường chân trời lên xíu rồi. Đó đúng rồi đúng rồi. Trời đúng má. Đúng không? Ừ đúng. Mày. Đóng khỏi tối tối rồi. Được mẹ cụ. Rối tinh.
đang quay bên người nha. Cho lên đỡ anh Hoàng, cho lên nữa. Lên đỡ anh Hoàng, chút xíu anh Hoàng ơi. Đóng đó là không có nhiều đó đó. À, tới đây hả? À, như đây hả? Đúng là người ta là vũ cao lên mà, quay cao lên mà. Cái này dày là bắt đầu cái bên này. Nó quay cao lên trên. Nước nó lên đâu quá trời chứ. Cái đóng mới tới đó. Anh cho sát 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 vô cái mép mép anh chạy sát những cái mép lưới xíu luôn. Cái mép lưới luôn ạ. Thì cái bên nào mà đông đúc tấp nập á. Cái bến này, cái bến chỗ ngày qua thì nó chờ thì nó cho các cô đi tới cho các cô đi về. Còn cái bến mà chỗ mà cái ông Hoàng nãy vô á thì giờ nó mới đi về rồi. Còn bến là bến một chờ lên. Còn mày trên là cái chạy cá hồi nãy vừa.